Xin chào tất cả mọi người. Bản thân mình thì rất là thích mùa đông. Mỗi khi mùa đông về thì mình cảm thấy thời tiết rất là dễ chịu. Khổ nỗi chân tay mình thì dễ bị tê cóng. Và vì thế mà mình đã quyết tâm 6 ngày một đêm qua sửa gốm Ceramic Fuji EACH 1600 để cả gia đình nhà mình có một mùa đông thật ấm áp. Đây là quạt sưởi gốm ceramic để sàn Fuji EACH 1600, là một sản phẩm của Fuji thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam với công nghệ đến từ Nhật Bản. Máy có lưới kim cương siêu bền, không gỉ, không oxy hóa. CH 1600 điều khiển cơ dễ dàng sử dụng cho cả người lớn tuổi. Kiểu dáng thì đẹp mắt, thon gọn với màu đỏ và màu đen, với ưu điểm sử dụng công nghệ làm nóng nhanh chỉ sau 5 giây. Sản phẩm thiết kế chân đế tròn giúp bố trí vững chắc trên sàn mà không bị nghiêng đổ nhé cả nhà. Chức năng tự động quay hai bên, tăng phạm vi vùng phát nhiệt rộng. Sưởi gốm ceramic này phù hợp sử dụng cho gia đình mọi người ạ, hoặc là trong văn phòng, cơ quan có thể đặt lên mặt sàn, mặt bàn mà không chiếm nhiều diện tích. Khi dùng thì không có hiện tượng gây nhức mỏi với người thấp khớp, đặc biệt là thích hợp cho người ốm hoặc người già và trẻ nhỏ. Với cái công nghệ làm nóng nhanh chóng chỉ sau 5 giây giúp tiết kiệm 50% điện năng so với quạt và máy sưởi khác. Máy không phát sáng, không gây mùi khó chịu, an toàn, tạo sự ấm áp trong mùa đông giá lạnh. Từ ngày có em nó, nhà mình lúc nào cũng ấm áp, cả gia đình thích lắm. Hiện tại thì Fuji đang có rất nhiều chương trình ưu đãi cho em máy sưởi này, mọi người ưng thì nhớ mua nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.